Tại Hiếu Hiền Thư xin giới thiệu với mọi người một chút. Đấy là thức ăn thì em chia sẻ rất là nhiều rồi, nhưng mà về những cái thứ cơ bản như chuối xanh này, này cà rốt này, ngô này, ngô thì ở đây cho mọi người xem một tí. Ngô ngâm như này mọi người nhá. Đấy, đây mọi người nhìn gạo lứt này, gạo lứt này, rồi ngô này, đây mọi người, đây ngô hạt này, rồi gạo lứt này, rồi củ quả này. Rồi thứ cơ bản nhất mà không thể nào thiếu được đây là các loài cỏ lá các bác nhá. Cỏ lá là cái thức ăn chủ đạo, cho mọi người đừng chăm hiêu quá đến cái mức mà mọi người gần như cho ăn ít cỏ lá và cho ăn tinh bột nhiều là không hề tốt chút nào mọi người nhá. Bao nhiêu con hiêu, bao nhiêu bạn hiêu hỏng là vì thế, cho nên là mọi người chăm nhưng mọi người phải lưu ý là cái loại này là cái loại hiêu này là già cỏ, cho nên là cái thứ phù hợp nhất với nó là cỏ lá là chính, còn đâu nữa là tinh bột và hoa quả thì mọi người bổ sung thôi chứ còn không phải là thức ăn chính mọi người nhá. Đấy, lưu ý giúp em ạ. Đây mọi người hay hỏi nhá, lá dướng nhá. Đây là cái lá dướng mùa này này, mùa này là mùa vẫn nói chung là cái lá này nó lên quanh năm mọi người và sống rất tốt. Đây mọi người nhìn nhá, nó động vào nó hơi bị sót đấy. Đây. Đấy, các bạn hiêu bên em thì chỉ ăn những cái thứ như này thôi. Thứ nhất là cám ngô này, gạo lứt này, nếp lứt này, rồi cà rốt này, rồi chuối này. Mùa này thì chuối như này nó rất là nhiều, chuối từng buông như này ăn thường xuyên. Mọi người nhìn thấy chưa? Như đây nhà bọn em này. Đây mọi người nhìn thấy là những cái vùng chuối như này ấy. Xong rồi mình thái ra đấy, thái ra thường xuyên cho các bạn ấy ăn rất là nhiều. Ở đây thì mọi người biết là ngoài cỏ lá ra thì những cái thời điểm này mình cần phải vỗ rất là nhiều cái loại tinh bột này, hoa quả này, ngũ cốc, nói chung là hoa quả, củ quả thì nhiều thì càng tốt. Nhiều bác, nhiều bạn thực sự là rất là tiếc là chăm hiêu rất là chăm quá đến mức mà cho ăn rất là nhiều tinh bột và cuối cùng hiêu bị tắc giả cỏ và bị đầy bụng, thì nhiều trường hợp là phải hủy hiêu, hiêu không thể cứu được mọi người nhé. Cho nên là mọi người chăm hiêu cũng nên lưu ý là chăm một cách có khoa học, ở chỗ là cái lượng tinh bột và cái lượng củ quả nó chỉ vừa phải thôi, nhiều nhưng mà nhiều trong cái tầm nó chỉ là bổ sung thôi chứ không phải là thức ăn chính. Mọi người đừng có lấy những cái loại đấy là làm thức ăn chính cho hiêu là không ổn, bởi vì nếu như mà về lâu dài là cái giả cỏ của nó sẽ bị dễ bị sinh ra thế này thế kia, nó không tốt tí nào cả. Còn nếu mà trường hợp mà nó thực sự là xấu là nó dễ bị bế giả cỏ là nó khó không cứu được đâu mọi người nhá. Cho nên là em lưu ý mọi người cần để ý một tí, mọi người đừng chủ quan quá. Các bạn hiêu thì thường xuyên mình nên cho ăn cây cỏ lá trước lúc ăn, cho ăn tinh bột và hoa quả. Các bác nhớ nha, hôm nay em nhắc lại một chút là bởi vì mọi người cố gắng xem, nếu như mà đã chăn nuôi hiêu nai ấy thì nên xem kỹ một chút những cái video em chia sẻ, bởi vì nó không thừa một chút nào mọi người ạ. Thời điểm này em dám khẳng định là có rất nhiều bạn, rất nhiều bác nuôi hiêu nhưng mà không tìm hiểu, thực ra là không tìm hiểu mà cũng không hỏi kỹ, thì đến lúc mà xảy ra chuyện gì đấy, lúc đấy phải hỏi thì nó quá muộn. Bởi vì mọi người cũng chủ quan là hiêu nó dễ nuôi, nhưng mà dù sao chăng nữa khi mà mình biết cái cách chăm sóc ấy thì gần như là không xảy ra, không có vấn đề gì xảy ra với các bạn đấy. Các bạn để ý một chút là những cái video mà mình chia sẻ với những người mà cho những người mới bắt đầu vào nghề nuôi hiêu nai đấy, thậm chí là những người nuôi hiêu nai rồi đấy mà nhiều người cũng không biết, cho nên là mọi người nhớ xem lại cái video giúp em, xem kỹ đừng tua nhá. Những cái video mà em chia sẻ những cái điều cần thiết cơ bản nhất cho những người mới nuôi hiêu nai ấy, thì mọi người cố gắng là xem kỹ một chút và đừng lướt qua, đừng tua qua. Mà mặc dù là bản thân em không phải là người có năng khiếu ăn nói, nhưng những gì em chia sẻ đấy là những cái gì tâm huyết nhất của em, những cái gì mà em đã trải qua. Cho nên là mong rằng là mọi người đừng xem nhẹ những cái chuyện đấy, bởi vì thực ra khi em trải qua những cái đấy rồi, em thấy những cái gì cần chia sẻ để cho mọi người lưu tâm hơn thì em sẽ chia sẻ. Cho nên là với những cái tình huống diễn ra trong chăn nuôi đấy, em chia sẻ đấy là hoàn toàn là những cái mọi người cần và nên biết được để tránh được những cái trường hợp rủi ro nó xảy ra trong chăn nuôi mọi người nhá. Thì lưu ý giúp em. Còn là đối với những ai mà mua nhung hiêu ấy, thì mọi người biết là vì sao nhung hiêu nó đắt, bởi vì thực ra các bạn hiêu này thì mọi người cứ hình dung là các bạn hiêu này hoàn toàn ăn những cái đồ như này, cây cỏ lá
và cái lượng tinh bột củ quả nó như này, cho nên là thực ra cái chất lượng nhung nó rất tốt, và chính vì cái nhung nó tốt thì cái giá nhung nó như thế nó là cũng là bình thường. Tức là khi mà mình tính ra một năm mình nuôi chỉ có một cặp nhung, mỗi con phần đa cho được một cái cặp nhung trong một năm như thế, mà cái cách chăm sóc chăn nuôi như này thì nó thực sự là cái giá trị của cái nhung như thế là nó ở mức trung bình chứ nó không đắt mọi người ạ. Cho nên là hôm nay mọi người có thể xem và mọi người biết được vì sao các bạn hươu cho những cặp nhung nó cực kỳ chất lượng, nó chỉ thua hươu rừng, nhưng mà thực sự mà nói là phần đa những cái thời điểm mà hươu lên nhung ấy thì gần như ai cũng chăm sóc hươu rất là tốt, cả mọi người gần như đều đổ dồn tất cả những cái gì có thể vào cho các bạn hươu vào thời điểm này để cho cái nhung các bạn đấy lên mọng đẹp hơn và chất lượng hơn. Đấy là một cái sự thật mà không phải là em nói điêu, bởi vì từ trong quê nhà em, từ tất cả những người mua giống bên em ấy và đến chính ngay chính bản thân em thì đều thế. Cho nên là hy vọng rằng là những người mua nhung ấy thì mọi người có thể hiểu được là vì sao nhung nó lại đắt. Nhung nó đắt, thứ nhất là giá trị dinh dưỡng và cái lợi ích của nó mang lại cho sức khỏe của con người. Thứ hai nữa là mọi người nhìn cái chi phí của các bạn hươu này ăn ấy, thì thực sự là nếu mà tính ra đấy, khi mình bán cái giá với cái mức như hiện tại bây giờ ấy thì gọi là cái mức đó bình thường, nó không hề đắt đâu mọi người ạ. Bởi vì nếu mà có cho ăn như này đều đặn hàng ngày thì với cái lượng nhung bán ra như thế này thì thực sự là nó còn thậm chí là còn còn hòa vốn đấy. Nói chung là hòa vốn thì cũng không đến mức hòa vốn, nhưng mà gần như cái lãi nó rất ít. Cho nên để người ta nuôi được thì chắc chắn là nó phải xứng đáng với công sức người ta bỏ ra. Thì đấy là một cái sự thật mà hôm nay em chia sẻ. Mong rằng là những ai mua nhung, những ai tìm hiểu mua nhung, những ai chăn nuôi thì cố gắng xem hết video để hiểu hơn một chút. Đối với người chăn nuôi hươu nai thì đây là cái chính cái thời điểm sinh sản của các bạn hươu. Từ đầu mùa sinh sản đến bây giờ thì em nhận được rất là nhiều cái câu hỏi, điện thoại và nhắn tin của các bác, các bạn gửi đến để hỏi về cái đoạn sinh sản của các bạn hươu. Nhưng mà điển hình có một anh ở Hải Dương thì anh trước đây anh có hỏi hươu giống. Cách đây chắc tầm một năm thôi anh có gọi điện anh hỏi về hươu giống, sau đấy anh bắt ở đâu ấy, thì vừa rồi anh có nhắn tin anh hỏi là em ơi hươu chửa nhà anh chửa to quá không đẻ từ đẻ được, cho nên là bên anh đỡ mà bây giờ kiểu kéo con hươu ra nó đứt đôi cả con hươu luôn, thì nhờ em bày cho cái cách chăm sóc và cái cách chăm hươu chửa làm sao để cho nó đấy nó không không chửa quá to như thế. Thì thực ra là ở đây em xin chia sẻ một chút là chửa quá to không là do bản thân mình, bởi vì mình mà chăm sóc hươu hươu đẻ chăm sóc quá thì đến lúc cái bào thai nó to quá thì đẻ nó lại khó. Nó giống như con người thôi các bác ạ, cho nên là các bác lưu ý một chút. Đấy là khi mình chăm sóc hươu chửa thì mình cũng vừa phải thôi. Sau này hươu đẻ ra rồi thì lại mình bồi dưỡng cho hai mẹ con sau, chứ không nhất thiết phải là bồi dưỡng mẹ thật tốt, thật béo, béo tròn làm gì. Cho nên mọi người lưu ý một chút. Còn nếu các bạn hươu mà đẻ con to quá hoặc là đẻ lâu quá mất sức thì các bác có thể nhờ sự trợ giúp của nhân viên y tế, tức là bên thú y ấy, thì người ta sẽ tiêm cho cái thuốc kích đẻ để cho con hươu nó dễ đẻ hơn, đỡ mất sức hơn. Như em ấy thì em chưa bao giờ em phải dùng thuốc kích đẻ, bởi vì như nhà em thì kinh nghiệm lâu năm thì em cứ vào em đỡ cho các bạn đấy. Thì mọi người lưu ý một chút nhé, mùa này là mùa sinh sản thì mong rằng là mọi người chăn nuôi gặt hái được những cái thành quả xứng đáng, có được những cái bạn hươu con kháu khỉnh đáng yêu. Đây là một cái bạn hươu con bên em vừa mới đẻ được có một ngày mọi người nhé. Em xin tạm dừng video tại đây, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video.